Rồi, em xin chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay em có về được một đôi loa Denon SC307 quý vị. Thì đôi loa sở hữu 2 bát 25cm, 2 bát điện hết nha, một trung và hai chép. Thì đây là dòng loa cổ của hãng Denon quý vị. Quý vị nhìn cái cũ của nó rồi, quý vị ghiền liền. Bát 25cm nha, bát 25. Đó, đúng 25 luôn. Cái trung này thì nó khoảng 12 đó, và hai cái chép giấy. Chép giấy này cái màn của nó là từ móng ngựa quý vị. À, cái màn giấy em xin lỗi, từ là từ móng ngựa. Cái màn của nó giống như mấy cái chép đan mạch vậy đó, nó giống như mấy cái chép châu Âu vậy đó, giống như những dòng A cao tiếp nữa của Mỹ. Thì cái màn quý vị thấy là nó có cái màu giống như là hơi xanh xanh hơi ha, gân là gân nó đã mục làm thay gân rồi đó. Màn thì còn tuyệt đẹp nha quý vị, màn thì tuyệt đẹp luôn đó, xuất sắc, màn tuyệt đẹp xuất sắc. Hai bên các tuyến loa đều là zin đẹp hết nha quý vị. Đó, e căng ở đây, e căng đẹp luôn ha, logo Denon bằng nhôm ở đây ha. Đó, e căng zin của nó ha, e căng zin của nó đây. Thì đô la này có kích thước nó cũng bự bự nha quý vị. Đô la này trưng bày thì cũng rất là tuyệt vời. Đây, lưới căng của nó đây, lưới càng của nó hơi bụi bặm tí xíu nha quý vị, nhưng mà là nguyên zin, nước zin. Thì đây quý vị, 2 bát 25, đôi này đánh nhạc vàng, tiếng nó rất là mềm sâu quý vị. Đó, thùng thì là màu gỗ ha, rất là đẹp luôn. Đây, màu gỗ rất đẹp luôn quý vị. Nó có một số cái chỗ như góc này ha, nó dập dập tí nè, em có dặm lại tí xíu đây nè, đó em chỉ cho quý vị luôn nha. Đó, đây nó, nhưng mà nó đã đẹp nha quý vị, có nghĩa là spa lại nó đẹp lại rồi đó. Nhưng mà thành quách thì chúng ta nhìn là nó vuông thành sắc cạnh để nông nha quý vị. Công suất là 120W mỗi loa, trở kháng là 8 ohm, sản xuất tại Nhật. Thì đây là dòng cổ của hãng quý vị. Đấy, chúng ta sử dụng đôi này nghe nhạc vàng. Đấy, nhạc vàng hay những dòng nhạc nó phối mới cũng rất là hay quý vị, hoặc là có chài đánh cũng rất tuyệt vời luôn. Đây quý vị thấy ha, độ đẹp của em nó rất là đẹp, ngoại trừ những cái góc cấn cấn này thôi. Đó, so với cái tầm giá của nó quý vị, cái mức giá cực kỳ tuyệt vời nha. Đó, giá rất đẹp luôn. Đây, đây, đây quý vị, thành quách góc cạnh nào quý vị ha, vuông thành sắc cạnh. Denon SC307 120W nha quý vị, sản xuất tại Nhật. Đó, tuyệt vời. Các tuyến loa đẹp xuất sắc hết nha quý vị. Đây, còn một cạnh bên đây em quay luôn. Đây. Đó. Thì đem đo kích thước cho quý vị và các bạn luôn nha. Các tuyến loa quý vị xem kỹ nha. Này. Zin đẹp hết nha quý vị, nguyên bản và đẹp hết. Đó, rất là đẹp. Rồi, thì bây giờ kích thước loa này nó cũng khá bự. Chiều ngang là 39. Chiều ngang là 39 nha. Chiều ngang 39. Chiều sâu nếu mà cả e căng luôn là nó 35 nha quý vị. 35. Chiều cao 70 ha, chiều cao là 70. Đô la này nó cũng nặng nha quý vị, chắc tầm hai mấy ký thùng á, nặng lắm. Nặng. Thì nó có cái mức giá cũng rất là dễ chịu thôi. Đó, mức giá cũng dễ chịu quý vị. Để em mở lên test một đoạn cho quý vị. Đang ghép với con tài sản con đi này, em gắn vào em test cho quý vị biết loa đang hoạt động hoàn hảo nha. Chứ cái dòng này thì chúng ta ghép với những con Amply cổ receiver thì nó sẽ hay hơn. Đó, Amply cổ receiver. Để em chỉ ghép ở đây sẵn, tài sản cái dàn đồ ở đây, sẵn dàn đồ đây em ghép luôn. Nhiều khi tôi muốn viết thư thăm em,
đàn. Mười năm tôi xa mãi trường yêu, mang theo bao hẹn hò, rời tuổi xanh hồng trò. Rồi, em chỉ test cho quý vị biết là loa đang hoạt động hoàn hảo ha. Tất cả các tiếng loa đều hoạt động hết. Thì con này là chúng ta có thể ghép với những dòng âm ly receiver cổ, những dòng âm ly xuất âm tụ, những dòng âm ly đánh sò sắt xuất âm tụ. Đấy. Thì sẽ đánh đôi loa này cho cái chất âm nó mềm mại, nó sâu và cái tiếng chép nó sẽ rất là sáng. Phần trung âm lồng lộng luôn. Đấy, chất là vậy. Chất âm nó là vậy quý vị. Thì cái loa này chúng ta cũng có thể nghe. Đó, quý vị thỉnh thoảng có thể nghe cối chài, đĩa than. Nói chung là tiếng nó rất mộc quý vị. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Quý vị nhớ đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm mới nhất từ cửa hàng. Em xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn.